Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Infinity. Và ở trong cái video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án về game NFT Play to Earn khá là hay. Đây là cái dự án game mang tên The Spartan. Nó là một cái game phòng thủ ở trên hệ sinh thái của Binance Smart Chain. Và hiện tại thì game này sắp được ra mắt rồi. Có thể là sau cái ngày mình đang làm cái video này khoảng chừng 3 ngày, 4 ngày gì đó thì nó sẽ ra mắt cho chúng ta chơi ha. Và các bạn sẽ có thể chơi được ở trên web nè, rồi ở trên hệ điều hành Android ha. Còn bên uh, App Store này thì mình nghĩ là khá là lâu. Rồi thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái điểm nổi bật của cái dự án game The Spartan này. Rồi, đầu tiên là nó là một cái game về phòng thủ ha. Chúng ta sẽ mua những cái tòa tháp. Chúng ta bố trí những cái tháp đó như thế nào để mà nó tiêu diệt được những cái con quái vật đó. Thì chúng ta sẽ chiến thắng. Và khi các bạn chiến thắng á, các bạn sẽ nhận được tiền ha. Đây, thì ở trong game chúng ta sẽ có hơn 24 cái loại tháp khác nhau nhưng mà ở hiện tại khi mà game nó ra mắt á, thì chúng ta sẽ chơi với bốn cái tháp như thế này ha đây là cái tháp cung nè rồi đây là cái tháp pháo ha đây là cái tháp ma thuật còn đây là cái tháp lửa thì cái tháp cung này ưu điểm của nó là cái tốc độ tấn công của nó rất là nhanh và nó chỉ tấn công được có đơn lẻ một mục tiêu đơn lẻ ha còn về cái tháp pháo này nó sẽ tấn công với diện rộng tương tự như là cái tháp ma thuật này ha nó cũng tấn công được ở diện rộng rồi cái tháp lửa này nó tấn công rất là mạnh nhưng mà nó chỉ đánh được những cái con quái nó đi gần tới cái tháp thôi. Ok, về cái phần ra map á, thì nó nói là có ba giai đoạn ha. Thì hiện tại chúng ta sẽ quan tâm tới giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trước để mà chúng ta chơi. Còn cái giai đoạn 3 thì có thể là sau này nó có thay đổi thì cái lúc đó là chúng ta sẽ theo dõi họ và tìm kiếm những thông tin hơn ha. Rồi thì ở cái giai đoạn 1 này họ vừa mở bán cái token là TSB đây là cái token chính của cái giấy này ha và sắp tới họ sẽ cho chúng ta chơi ở cái chế độ là BVA Defend ở đây và sau đó sẽ mở luôn cái NFT Marketplace để mà chúng ta có thể trao đổi mua bán với những người chơi khác thì tất cả những cái hero là những cái tòa tháp ở trong game này đều là NFT để chúng ta có thể trao đổi mua bán ha về cái phần tokenomics thì các bạn có thể xem ở đây thì tổng supply là 10 triệu token và cái ký hiệu token là TSP ha, rồi thì nó là cái game được build ở bên hệ uh, sinh thái binance smart chain và ở đây các bạn để ý là cái phần mà in game á, in game reward ở đây nó để rất là nhiều ha, thì chúng ta mua cái token TSP này ngoài cái việc mà các bạn có thể là mua những cái NFT trong game các bạn chơi thì các bạn có thể mang nó đi để mà các bạn Sucking, là các bạn farming để mà các bạn kiếm được lợi nhuận thêm rồi ở đây là partner và những cái investor đó đầu tư vào dáng này thì theo đánh giá cá nhân của mình đây là một cái dáng game đơn giản và dễ chơi ha còn về tiềm năng lâu dài của nó hay không thì mình cũng thực sự là mình không có biết nhưng mà hiện tại là mình thấy là sắp tới cái game này nó sẽ ra mắt chúng ta chơi và mình và các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm thì cái số vốn mà các bạn chơi game á thì mình lúc nào cũng khuyên các bạn là không có nên mang tất cả toàn bộ tiền mình vào chơi game chúng ta sẽ chơi mỗi một con game với cái số vốn nhất định thôi bởi vì tất cả những cái hành động mà chúng ta mua Token, cần chúng ta tham gia vào game chúng ta chơi kiếm tiền á nó cũng tương tự như cái việc là chúng ta đầu tư thôi thì ở đây mình sẽ mở cái white paper lên để mình giải thích thêm cho các bạn một vài cái nữa ha đây thì ở đây chúng ta khi mà chúng ta mới bắt đầu chơi chúng ta sẽ cần phải mua những cái tháp như thế này ha thì nó có sẽ có bốn loại tháp thì sau này nó sẽ có thêm nhiều nữa ở đây nó ghi là sẽ có 24 loại nhưng mà trước mắt á, thì nó sẽ có 4 loại chúng ta chơi trước Thì mỗi một cái tháp như thế này á, các bạn sẽ có thể là nâng cấp nó lên để mà các bạn đánh nhiều quái hơn ha Đây Đây nè, mỗi một cái bản đồ như thế này á, nó sẽ có 5 cái vòng cho chúng ta đánh Thì mỗi một cái vòng nó càng ngày nó sẽ càng tăng cái độ khó và cái số lượng con quái vật lên Và khi mà các bạn vượt qua những cái cửa ải đó các bạn sẽ kiếm được nhiều cái tiền ở trong đây hơn ha rồi ở đây là hình ảnh về những cái con quái vật ở trong game nè Càng ngày nó sẽ có độ khó cũng như là sức tấn công rồi máu nó càng mạnh hơn Rồi về map, về background hiện tại nó cũng khá đơn giản ha Thì mình nhìn sơ qua và mình cũng check sơ qua cái giảng này rồi Thì mình thấy nó rất là đơn giản và ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và chơi được Tuy nhiên cái số 4 để mà chúng ta bắt đầu thì hiện tại là mình không có biết cụ thể là bao nhiêu Nhưng mà mình nghĩ đâu đó sẽ khoảng chừng là 1 cho tới 200 đô ha và các bạn có thể là mua cái token là TSB của nó ở trên bank cash swap hiện nay nè các bạn có thể xem được là đây ha các bạn lên uh, con get code, hoặc là con market cap các bạn gõ lên là cái uh, chữ TSB này thì nó sẽ xuất hiện ra cái contract để mà các bạn mua rồi ok thì ở trong cái game này đó, nó khá là đơn giản thôi mình nghĩ là khi mà nó ra game rồi mình sẽ làm cái video hướng dẫn để mà mình và các bạn cùng chơi luôn còn hiện tại thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn như đây thôi ha và nếu như các bạn chưa tham gia vào cộng đồng của Gamefinity các bạn có thể kéo xuống bên dưới cái phần mô tả video này các bạn tham gia vào thì ở trong cái cộng đồng của Gamefinity đó, team của mình sẽ cùng với các bạn chơi những cái dự án về game laser là game NFT chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và tìm ra những cái cách để mà tối ưu được lợi nhuận khi chơi game ha Ok hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo